Chào mừng các bạn đam mê bóng đá, chúng ta tại đội sân Nam Sài Gòn hôm nay, đội đam mê FC đồng với đội Cà Ri Ấn Độ. Hôm nay thủ môn Hắc Quỳnh Giáp lên cấm làm tiền đạo. Hôm nay Hắc Quỳnh Giáp nổ súng được hai bàn các bạn, xử lý rất gọn gẽ, rất bình tĩnh. Nay lực lượng đi vừa đủ đội hình. Thủ môn Quỳnh Giáp đã lên để đá tiền đạo cấm ngày hôm nay, thay thế cho hậu cua ra dự bị. Dạ, thủ môn Quỳnh Giáp không để phụ lòng hậu cua, đã ghi hai quả cho đam mê FC. Được phép phá bóng ra hết đường đi. Thủ môn Diêm thay thế cho thủ môn Nguyên Dắt. Diêm khỏi thay đồ luôn, này giờ hiện mặc áo da luôn. Thằng thép coi sự lý bóng có tốt hay không, vẫn còn sân. Thằng thép Thành Đô ngã về cho Hồng Quân. Mất bóng rồi, buồn quá. Lật cánh đội trắng lật cánh. Phát xử lý bóng không tốt. Một viên khá nhạy trong tình huống vừa rồi, và còn bóng thì cái xuất xa của đội bạn Phan Công Linh. Phan Long nay Phan Long đi hơi trễ, mới vào từ đầu hiệp hai. Đội bạn thực hiện quả ném biên, nó còn kìa. Bạn nâng tỷ số lên cho cả đội dân. Cường thì lấy bóng hơi dài, không bóng rồi. Người số 9 tiếp tục tung cú sút kịp thời rồi. Hôm nay xe bọc lót. Ngày mai cũng là ngày lễ của Tổ Hùng Vương nên hôm nay anh em khá là vắng. Lật cánh. Cộng đồng đã cứu một quả cho đam mê FC. Bóng đá chạm vào chân của Hồng Quân, hiện quả phạt góc. Rất tốt, thủ môn Quỳnh Giáp che chắn rất tốt, xử lý gì mà đánh gót rất điệu nghệ các bạn. Bạn phát lại không chạy theo kịp đường bóng, truyền phản công rất hay của thủ môn Quỳnh Giáp. Lần phá bóng ra vẫn còn tốt, cò bóng rất hay. Một người Giáp đã cứu một đường bóng khá gọn coi cho đam mê FC. Và xử lý tiếp theo lại học bóng rồi. Đây,
truyền dài cho xẻ nách cho đồng đội, nhưng cũng không qua được phòng vệ của Đam FC. Đậu Khương, Thành Đô rất gọn trong tường thép, lại không ghi bàn được rồi, rất tiếc, rất chút rất rộng nhưng mà tường thép lại không ghi bàn được cho Đam FC. Đã không nhanh cho cái gì không qua nhưng chính xác cho ông Cường ơi. Cánh nè, hai người bên cánh nè, hai người bên cánh nè. Hồng Quân, Hồng Quân phối hợp với cửa thép không thể triển khai được bóng rồi. Thế là Thanh Đô phối hợp không lý. Quả đánh bóng là không chính xác. Long Quân triển khai cho Thanh Đô Đức Khương. Thanh Đô, Hồng Quân, Phạm Long. Đi đi. Đậu Khương. Quân. Quân. Tường thép. Hồng Quân. Phát. Đậu Khương. Ôi, xích vào. Chết không dọc. Chút xíu thôi. Các bạn này có số 9 là tướng rất tốt rồi. Tất cả các đường bóng đều nhồi cho số 9 của cả đi gì. Chút xa. Bóng bị bọc ra nhưng Duyên đã kịp thời không chế là bóng. Đâu không nhanh. Là cái quẩy món qua hỏi hết hàng hậu vệ của đội bạn luôn. Ở đây thủ môn của đội bạn. Rất nhanh. Đã
kịp thời rút về để cản phá cái đường lên bóng của Tú Phương. Được chị chặn bóng rất tốt. Trở về Cần Thép, trở hợp với phát nã, một lần đường truyền dỗ ngược lại của Nguyễn Giáp. Ngoài sân khá tối rồi. Bóng chuyền dài, đội bạn đang kiểm soát bóng, không tới được số 18 của đội bạn. Phát bằng số 17 sẽ được phạm lỗi trong vòng 16m50 và được trao cho quyền đá Hoàng Đình. Quả sút này rất gọn ghẽ các bạn. Tỷ số được nâng lên 3-1 cho Đam Mê FC. Và đang đọc là 4-3 các bạn, không phải 3-1. 4-3. Nên lại đợi cho chạy không. 4-3 như vậy đó Messi. Hậu cua được vào thay cho Sandu. Nên Sandu bữa nay chơi rất tốt ở vị trí về giữa. Vào luôn rồi. Châu Khương ơi, một cú treo vào thẳng cô trung thành luôn các bạn. Tỷ số được nâng lên 5-3. Video cũng dài, cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý theo dõi. Chào các bạn rất nhiều, cảm ơn các bạn rất nhiều, chúc buổi tối thật vui.